Thầy chào các em học sinh. Bài học ngày hôm trước chúng ta đang nghiên cứu chủ đề nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Thì chủ đề đó gồm 3 tiết. Thì tuần trước chúng ta đang nghiên cứu tiết 1 là về nguồn âm. Thì để củng cố lại kiến thức của bài học ngày hôm trước, thầy có một số câu hỏi kiểm tra bài cũ như sau. Câu số 1, nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ và trả lời cho thầy. Nguồn âm là gì? Và nguồn âm có chung đặc điểm gì? Như vậy, vật phát ra âm thì được gọi là nguồn âm. Và các nguồn âm khi phát ra thì đều dao động, hay được gọi là rung động. Đó. Như vậy, các nguồn âm có chung đặc điểm là đều dao động khi phát ra âm. Câu số 2, bộ phận nào dao động khi các nguồn âm phát ra âm? Chúng ta đánh đàn guitar, thì bộ phận nào của đàn guitar này dao động phát ra âm? À đúng rồi, là dây đàn. Đây, dây đàn đang dao động phát ra âm. Tiếp theo, khi chúng ta đánh trống thì bộ phận nào của cái trống dao động phát ra âm? À đúng rồi, là mặt trống. Cũng câu hỏi số 2, bộ phận nào dao động khi các nguồn âm phát ra âm? Chúng ta có một chiếc loa đang phát ra âm thanh. Vậy bộ phận nào của cái loa này dao động phát ra âm thanh? À rất rõ đúng không nào? Đây là màng loa dao động phát ra âm. Đây là con gì nào? À, đây là con dế đúng không nào? Chúng ta biết dế thường kêu vào buổi tối. Thì khi dế kêu thì bộ phận nào của dế dao động phát ra âm? À, những chiếc cánh của con dế dao động phát ra âm. Khi con người chúng ta nói, con người chúng ta phát ra âm thanh, thì bộ phận nào của trong con người chúng ta dao động phát ra âm thanh nào? À đây là dây thanh quản, được chưa? Chúng ta lưu ý là khi con người chúng ta nói phát ra âm thanh thì dây thanh quản của chúng ta dao động phát ra âm. Và khi chúng ta thổi sáo thì bộ phận nào của cây sáo dao động phát ra âm thanh? Đó chính là cột không khí ở trong sáo dao động phát ra âm thanh. Các em lưu ý với thầy, khi mà chúng ta thổi sáo á thì cột không khí của trong sáo dao động phát ra âm thanh. Đây là một số cái kiến thức của bài học ngày hôm trước. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp theo đi nghiên cứu chủ đề nguồn âm và độ cao và độ to của âm. Tiết số 2. Thì tiết 2 này chúng ta sẽ nghiên cứu một số vấn đề về độ cao của âm. Thì trước khi vào bài học, thầy có câu hỏi đặt cho chúng ta như sau. Các em đã biết một số côn trùng phát ra âm khi bay, nhưng âm thanh do chúng phát ra lại khác nhau. Ví dụ như con muỗi thì kêu vo ve, còn con ong lại phát ra tiếng vù vù. Vì sao lại như vậy? Đây là con muỗi. Con muỗi khi bay lại kêu vo ve, và con ong đấy, con ong lại phát ra tiếng vù vù. Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng nhau đi vào phần 2 la mã độ cao của âm, cũng là bài số 11 trong sách giáo khoa. Chúng ta đi A nhỏ, dao động nhanh chậm tần số. Thầy giả thiết một dao động của một con lắc. Thầy có con lắc đang treo cố định. Thì ban đầu con lắc này ở vị trí O là vị trí cân bằng. Khi thầy kéo con lắc này khỏi lệch khỏi vị trí cân bằng và thả ra cho chúng nó dao động, thì con lắc này khi chúng ta dao động thì nó sẽ tới vị trí B là vị trí cao nhất
bên phải, và nó sẽ quay trở ngược lại vị trí O và nó sẽ đi tới vị trí A, và tới vị trí A nó lại rơi xuống về vị trí O, tới vị trí B. Thì vị trí A và vị trí B là hai pin của con lắc, có nghĩa là con lắc này nó sẽ không có vượt ra khỏi vị trí A và B. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đếm một dao động của con lắc. Khi chúng ta kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng là vị trí O đấy, đây, thì khi con lắc này lệch khỏi vị trí, nó sẽ tới điểm A và nó sẽ rơi xuống. Này các bạn chú ý lại này, đây, đấy, nó tới vị trí B, nó lại rơi xuống. Thì chúng ta đếm một dao động của con lắc là từ vị trí A tới vị trí B rồi quay trở lại vị trí A là chúng ta sẽ tính là một dao động. Có nghĩa là con lắc này đi từ A tới B rồi quay về lại A là một dao động. Còn một số bạn hỏi là từ A tới B là bao nhiêu dao động? Từ A tới B người ta tính được là nửa dao động. Các em chú ý là phải từ A tới B rồi lại quay ngược lại về A, đó mới tính là một dao động. Thì thầy có một thí nghiệm như sau. Thầy treo con lắc A lên một cái giá đỡ. Con lắc A này có chiều dài là 40 cm. Bây giờ thầy thả, kéo con lắc này ra khỏi vị trí cân bằng và thả cho nó dao động. Chúng ta cùng nhau đếm dao động của con lắc A này trong 10 giây. Nhớ là đếm số dao động trong 10 giây. Chúng ta đếm xem trong 10 giây con lắc A này đã thực hiện được bao nhiêu dao động. Thì cách đếm của mày thầy hướng dẫn rồi, từ A tới B rồi quay trở lại A là một dao động. Bây giờ chúng ta cùng nhau đếm nhé. Các em đã đếm xem con lắc A đã thực hiện được bao nhiêu dao động trong 10 giây. À, thầy đếm được 5 dao động. Bạn nào có đếm được 5 dao động thì đính là chính xác rồi nha. Như vậy con lắc A đã thực hiện được 5 dao động trong 10 giây. Tiếp theo, thầy thay con lắc A bằng con lắc B có chiều dài là 20 cm. Lúc nãy con lắc A là chiều dài là 40 cm, nhưng con lắc B này ngắn hơn, có chiều dài là 20 cm. Bây giờ chúng ta cũng kéo nó ra và cho nó dao động, và chúng ta cũng đếm xem trong 10 giây con lắc B này thực hiện được bao nhiêu dao động. Chúng ta cùng nhau đếm con lắc B thực hiện được bao nhiêu dao động nhé. Rồi, như vậy sau 10 giây con lắc B này đã thực hiện được bao nhiêu dao động? Đúng rồi, con lắc B này trong 10 giây thực hiện được 10 dao động. Rồi bây giờ thầy bố trí hai con lắc này trên một giá đỡ. Các em hãy quan sát lại cho thầy xem. Trong hai con lắc A và con lắc B, con lắc A dài 40 cm, con lắc B dài 20 cm. Hỏi thêm con lắc nào dao động nhanh hơn. Chúng ta cùng nhau chú ý nha. Đấy, con lắc nào dao động nhanh hơn? Con lắc B là 20 cm, dao động nhanh hơn, đúng không nào? Chúng ta nhìn thấy chuyển động này, dao động nhanh hơn. Từ đây thầy sẽ có một cái bảng cho chúng ta nhận xét như sau. Trong hai con lắc A và con lắc B, con lắc nào dao động nhanh hơn, con lắc nào dao động chậm hơn? Thì chúng ta có con lắc A là dài 40 cm, dao động chậm hơn. Con lắc B dài 20 cm, dao động nhanh hơn. Ở lúc nãy chúng ta đếm được rồi, số dao động trong 10 giây của lắc A là 5 dao động và con lắc B là 10 dao động. Con lắc B dao động nhanh hơn nên là số dao động nó sẽ nhiều hơn. Rồi khi chúng ta đã biết được là dao động trong 10 giây là con lắc A đã có 5 dao động, con lắc B là 10 dao động,
Vậy chúng ta có tính được số dao động trong một giây của hang lắc này không? Đây là 10 giây có kết quả. Bây giờ một giây như thế nào? Chúng ta chỉ việc lấy 5 chia cho 10 và 10 chia cho 10. 5 chia 10 được 0,5 dao động và 10 chia 10 được 1 dao động. Được chưa nào? Thì từ thí nghiệm trên, thầy sẽ cho chúng ta biết một định nghĩa là về tần số dao động. Thì tần số dao động là số dao động của vật thực hiện trong một giây. Các em lưu ý, tần số dao động là số dao động vật thực hiện trong một giây. Đơn vị của tần số là Hz, ký hiệu là Hz. Đấy, như vậy tần số dao động của con lắc A là bao nhiêu? Là số dao động thực hiện trong một giây. Chúng ta sẽ lấy số dao động này, chúng ta chia cho một giây. Như vậy tần số dao động của lắc A là 0,5 Hz. Và tần số dao động của lắc B là chúng ta sẽ lấy 1 dao động chia cho 1 giây sẽ bằng 1 Hz. Của lắc A có tần số dao động là 0,5 Hz. Của lắc B có tần số là 1 Hz. Như vậy là dao động của con lắc A là chậm thì có tần số là 0,5 Hz. Dao động của con lắc B là nhanh, có tần số là 1 Hz. Thì từ đây thầy sẽ rút cho chúng ta một kết luận như sau: vật dao động càng nhanh thì tần số càng lớn, và vật dao động càng chậm thì tần số càng nhỏ. Đấy, các em thấy này, con lắc B dao động nhanh đúng không? Thì có tần số lớn hơn. Con lắc A dao động chậm thì con tần số nhỏ hơn. Đấy, đây là mối quan hệ giữa dao động nhanh chậm với tần số. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách tính dao động của vật. Thì trong 10 giây này, con lắc thực hiện được 50 lần. 50 lần, nhớ 50 lần chưa? Chứ không phải 50 dao động. 50 dao động chứ không phải là 50 Hz. Em chú ý như vậy. Thì chúng ta có tính được 1 giây con lắc này thực hiện được bao nhiêu lần không? À, chúng ta sẽ lấy 50 chúng ta chia 10 sẽ được 5 lần đúng không nào? Thì từ đây thầy sẽ có công thức tính tần số như sau. Tần số dao động sẽ bằng số dao động chia cho thời gian. Em lưu ý, tần số dao động bằng chúng ta sẽ lấy số dao động chúng ta chia cho thời gian. Đơn vị của tần số là Hz. Và số dao động chúng ta tính được là lần. Và thời gian thực hiện tính bằng giây. Em lưu ý là thời gian chúng ta tính bằng giây được chưa? Nếu mà thời gian họ cho bằng phút, chúng ta sẽ đổi ra đúng không nào? Một phút bằng 60 giây. Bây giờ chúng ta sẽ làm một câu hỏi về vận dụng tính tần số dao động. Nếu câu hỏi như sau: số lần vỗ cánh của ruồi là 1750 lần trong 5 giây. Của ông là 1320 lần trong 3 giây. Và của muỗi là 1200 lần trong 2 giây. Thì tính tần số dao động vỗ cánh của ruồi, của ông, của muỗi. Thì chúng ta chỉ việc áp dụng công thức tính tần số thôi. Tần số sẽ bằng số dao động chia cho thời gian. Thì chúng ta có số dao động chưa? Chúng ta có thời gian chưa? Đó, các em lưu ý, thời gian ở đây người ta đơn vị là giây. Thì đây là giây rồi, giây rồi, giây rồi. Chúng ta không cần phải đổi này đúng không nào? Thì chúng ta sẽ tính được tần số dao động của ruồi là 1750 chia cho 5. Chia cho thời gian là bằng 5, bằng 350 Hz, nhớ đơn vị. Tương tự, tần số dao động của ông là 1320 lần chia cho 3 giây sẽ bằng 440 Hz. Và cuối cùng, tần số dao động của muỗi là 1200 chia cho 2 bằng 600 Hz. Đó, chúng ta phải nhớ được công thức để chúng ta tính được tần số dao động. Vậy tần số dao động và độ cao của âm nó có mối liên hệ gì với nhau? Chúng ta sẽ sang phần B, âm cao, âm bổng, âm thấp, âm trầm. Thì thầy sẽ bố trí thí nghiệm như sau. Thầy sẽ cố định một đầu của hai cây thước thép đàn hồi. Đây, hai cây thước thép rồi thầy cố định.
ở trên một hộp gỗ. Và thầy sẽ lần lượt bật nhẹ cái đầu tự do của hai thước cho chúng dao động. Đây, cái phần này là phần tự do này. Đây, cái phần chúng ta cố định ở cái mép này thì phần tự do. Ở đây ta gọi là phần tự do. Và thầy sẽ bật cái thước này cho nó dao động. Và chúng ta quan sát dao động và lắng nghe âm phát ra. Tôi trả lời câu hỏi cho thầy. Chúng ta cùng nhau xem thí nghiệm như sau. Đây là hai cây thước. Đây. Cây thước này có chiều dài 20 cm. Thầy sẽ bật cái phần tự do của nó cho nó dao động. Và chúng ta nghe lại âm thanh nha. Rồi thầy sẽ thay cái thước ngắn nó bằng cái thước dài và cho cái phần tự do của nó dao động. Chúng ta cùng nhau nghe âm thanh. Đấy, sau khi chúng ta nghe hai âm thanh của hai cái thước dài và cái thước ngắn dao động thì chúng ta cùng nhau điền vào chỗ trống câu sau đây cho thầy. Đây, phần tự do của thước dài dao động như thế nào, phát ra âm như thế nào? Phần tự do của thước ngắn dao động như thế nào, phát ra âm như thế nào? Đây, chúng ta nhìn này, đây là phần tự do của thước dài này. Chúng ta nhìn xem nó dao động nhanh hơn hay là chậm hơn thước ngắn. Chúng ta sẽ dùng bốn từ này, chúng ta điền vào bốn chỗ trống này. Thì phần tự do của thước dài dao động chậm, đúng không nào? Cái đồng chậm âm phát ra âm thấp hay được gọi là âm trầm. Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, phát ra âm cao hay được gọi là âm bổng. Thì từ thí nghiệm trên lại rút ra chúng ta một kết luận như sau: âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn, và ngược lại âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhỏ. Như vậy, cái kết luận này cho chúng ta biết được là âm cao và âm thấp nó sẽ có mối liên hệ với tần số dao động. Hiểu chưa nào? Âm cao thì tần số càng lớn, âm thấp thì tần số càng nhỏ. Đây là một đoạn video cho chúng ta biết được là âm cao thấp phụ thuộc vào tần số như thế nào. Đây, lúc đầu tần số sẽ bằng 30 Hz. Chúng ta cùng nhau quan sát video này và lắng nghe âm thanh này. Tần số càng ngày càng tăng lên nè. Rồi, như vậy là tần số càng lớn thì âm phát ra càng cao. Chúng ta thấy được là tần số càng tăng lên thì âm phát ra càng cao, đúng không nè? Rồi, thầy có một số lưu ý chúng ta như sau. Thứ nhất là tai người có thể nghe được dao động có tần số từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Có nghĩa là trong cái khoảng này, từ 20 Hz đến 20.000 Hz, tai người có thể nghe được. Tần số mà nó không thuộc vào trong hai cái khoảng này, trong cái khoảng này thì tai người không thể nghe được. Tiếp theo là dao động có tần số nhỏ hơn 20 Hz, người ta gọi là hạ âm. Và dao động có tần số lớn hơn 20.000 Hz gọi là siêu âm. Như vậy con người chúng ta không thể nghe được hạ âm và cũng không thể nghe được siêu âm. Đây là cái bảng của một số loài động vật nghe được âm thanh trong khoảng tần số khác nhau. Chúng ta thấy con voi này bị nghe tần số từ 14 đến 12.000 Hz. Đó, như vậy là con voi, con hà mã, con tê giác, cá voi, hươu câu cổ có thể nghe được hạ âm, có nghĩa là dưới 20 Hz. Một số động vật khác như con rơi, con chuột, con cá heo
con cá voi, chó mèo có thể nghe được siêu âm, được chưa? Có nghĩa là nghe được hơn 20.000 hertz. Đó, chúng ta biết được là các loài động vật nghe được âm thanh khác nhau. Một số động vật nghe được hạ âm, một số động vật nghe được cả siêu âm, và có một số động vật nghe được cả hạ âm và siêu âm. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần xe nhỏ vận dụng. Câu 1. Trong 10 giây, tần số vỗ cánh ruồi là 20 lần, cùng mũi là 300 lần. Hỏi khi bay con nào phát ra âm cao hơn? Tai người nghe được âm của con nào phát ra vì sao? Thì để trả lời được âm con nào phát ra cao hơn, chúng ta phải tính được tần số, đúng không nào? Tần số dao động. Thì tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao. Thì chúng ta có công thức tính tần số rồi. Tần số dao động sẽ bằng số dao động chia cho thời gian. Thời gian cũng bằng giây. Thì chúng ta có tính được tần số dao động của con ruồi không nào? Và con muỗi không? Rồi, rất đơn giản, đúng không nào? Chúng ta sẽ có tần số dao động của con ruồi là 20 chia 10 bằng 2 Hz. Và tần số dao động của con muỗi là 300 chia 10 bằng 30 Hz. Như vậy, tần số dao động của con muỗi nó sẽ cao hơn, 30 lớn hơn 2 Hz. Nên con muỗi khi bay phát ra âm cao hơn, đúng không nào? Đó, âm tần số càng lớn thì âm phát ra càng cao. Rồi tiếp theo người ta hỏi, tai người nghe được âm do con nào phát ra? Thì chúng ta nhớ lại được là con người có thể nghe được âm có tần số từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Như vậy, trong hai tần số này, tần số nào thuộc cái khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz? À, 30 Hz, đúng không nào? Thì nằm trong cái khoảng từ 20 đến 20.000 Hz. Như vậy là tai người có thể nghe được con muỗi phát ra âm, đúng không nào? Vì 30 Hz này nằm trong cái khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Đấy, khi bay thì chúng ta, con ruồi á, chúng ta không nghe được âm thanh trong trường hợp này, vì nó có 2 Hz, nó không nằm trong cái khoảng này. Tiếp theo, câu số 2, các nốt nhạc phát ra âm khác nhau ở điểm nào? Nốt nhạc nào phát ra âm thấp nhất hay là gọi là trầm nhất? Nốt nhạc nào phát ra âm cao nhất hay bổng nhất vì sao? Đây là chúng ta có đàn piano, đúng không nào? Chúng ta các nốt nhạc Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. Thì trong cái nốt nhạc này, nốt nào phát ra âm thấp nhất? Đấy, một số bạn mà chơi đàn piano đã biết rồi. Khi chúng ta gõ vào các nốt nhạc này thì các âm thanh nó sẽ khác nhau, đúng không nào? Đây, chúng ta cùng nhau nghe một số cái nốt nhạc này nó phát ra âm. Đấy, như vậy thì khi mà các nốt nhạc nó phát ra âm từ Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đố gì đó thì âm thanh nó càng gì? Càng cao hơn, đúng không? Càng cao dần lên. Thì câu trả lời câu này như sau. Các nốt nhạc phát ra âm trầm bổng khác nhau. Đó, nốt Đồ thì khác nốt Rê khác nốt Mi. Thì nốt Đồ sẽ phát ra âm thấp nhất. Đây, nốt Đồ phát ra âm thấp nhất. Hay là gọi là trầm nhất, vì có tần số dao động nhỏ. Nốt nhạc Si phát ra âm cao nhất hay bổng nhất, vì có tần số dao động lớn. Đấy, thì chúng ta đã biết là mối quan hệ giữa tần số dao động với độ cao của âm. Tần số càng lớn thì âm càng cao, tần số càng nhỏ thì âm càng thấp. Câu số 3. Thank you.
Rồi, các bạn có biết cái nhạc cụ này mà người nghệ sĩ mới chơi là cái gì không? Đây là đàn đá đúng không nào? Các em hãy cho biết thầy biết tại sao đàn đá phát ra âm có độ cao khác nhau. Đây, chúng ta có đàn đá gồm các mảnh đá lớn xếp lại với nhau. Đó vì sao đàn đá này phát ra âm có độ cao khác nhau? Vì các mảnh đá này người ta đã như thế nào? Tạo ra các đàn đá này bằng những viên đá có gì? Có tần số khác nhau đúng không nào? Đây, trả lời của câu C3 như sau. Những miếng đá có tần số dao động lớn nhỏ khác nhau nên tạo ra âm thấp, âm cao khác nhau. Đó nên chúng ta là cái người nghệ sĩ người ta gõ vào trong cái đàn đá đó thì có mỗi viên đá khác nhau thì tạo ra âm thanh thấp cao khác nhau. Thì nội dung bài học ngày hôm nay các em cần lưu ý cho thầy như sau. Thứ nhất là tần số là số lần dao động trong một giây, đơn vị là hertz, ký hiệu là Hz, và con người chúng ta có thể nghe được âm thanh từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Thì âm thanh trên 20.000 Hz gọi là siêu âm, còn dưới 20 Hz gọi là hạ âm. Và chúng ta sẽ biết được là mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm. Âm phát ra càng cao hay được gọi là âm bóng khi tần số dao động càng lớn. Âm phát ra càng thấp hay được gọi là âm trầm khi tần số dao động càng nhỏ. Và dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bóng. Dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng chậm. Đây là một số cái nội dung lưu ý bài học ngày hôm nay. Thầy có một số dặn dò chúng ta như sau. Chúng ta phải học bài này, xem lại một số kết luận và làm bài tập trên hệ thống lớp học. Và xem lại bài trước độ to của âm. Bài học ngày hôm nay, cái này là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em.